trước cái nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp đắp thuốc và ống thuốc nhanh liền xương. Nhà thuốc xem hình ảnh trên phim chụp lại mới nhất của bệnh nhân. Sau gần 3 tháng, bệnh nhân nẹp và vít tinh ngoài. Thì hình ảnh trên phim chụp thể hiện bệnh nhân được gãy ba xương chày và xương mác. Thì sau gần 3 tháng thì hiện tại xương can hóa rất là kém, hầu như là chưa còn hóa một chút nào, đường gãy còn nứt và hở nhiều. Vì hiện tại bệnh nhân đã tháo nẹp và tháo đinh vít. Đây là các nối đinh của bệnh nhân. Hôm nay là thuốc sẽ tháo bột cho bệnh nhân, sau đó đắp thuốc và cho uống thuốc nhanh nhìn xương. Tiên lượng khoảng 1 đến 2 tháng là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Anh ngủ được bao nhiêu ngày rồi? Gần 3 tháng. Anh ấy có đinh bao giờ? 12 mùa. 2 mùa đinh đúng không? Pin mới chung lại đúng không? Đấy, từ tháng này đến sau. Dạ. 20... nhân dưới đầu gối chúng ta chất lượng chị em ơi, mình đang là chào anh, mình cần anh yêu bố nhá.
bỏ ra rồi mua bình thường nhé, mua được không? Hàng chị đi lại trong vòng 10 ngày đầu nhá. Không chúng nào đi đâu đâu. Rồi anh quay chỉ ra đây. Từ ngày anh bó được bao nhiêu ngày thì anh nhận được? Tháng. Anh chụp phim là xưa này bắt đầu can tốt đúng không? Được. Can hoàn toàn rồi. Anh gập chân đi. Gập ra. Gập vào. Gập ra. Gập vào. Anh vây cổ chân đi.
Rồi anh đi lại em vài vòng nhé. Anh tự nhiên đấy anh ạ. Anh tự nhiên đi. Rồi anh đi ra cổng đi em. Đi ra cổng tự nhiên đấy. Anh đi mạnh mạnh chân đi em. Đi ra hẳn ở ngoài cổng ấy. Đi ra hẳn ở ngoài cổng. Rồi đi vào đi ạ. Bây giờ anh làm việc bình thường chưa? Để em làm bình thường. Anh bước cầu thang chưa? Rồi anh bước xuống chưa? Bước vài vòng cầu thang chưa? Rồi bước lên nữa. Rồi anh bước xuống. Anh đi vài vòng nha, ra đằng kia. Rồi anh đi vào đây ạ. Rồi anh ngồi. Mức độ này xương là ổn định rồi. Em đón anh nhé. Thì hiện tại là xương anh là tan hoàn toàn rồi nhé. Thì hàng ngày anh bóp thuốc cho em nhé, mấy ngâm nước muối nốt ngải cứu cho em, ngải cứu này, xương sông này, cúc tần nhá, lá nốt, đun lên cho muối và ngâm cho em hàng ngày cho em nhé. Hiện tại trước anh bỏ cho anh là chân này nó đang còn chảy dịch và chảy máu mà, bây giờ là xương là can hoàn toàn rồi, vết thương xe rồi, còn hoàn toàn rồi. Anh vấy cổ chân đi, vấy cổ chân. Đấy, hiện tại hơi cứng, bây giờ có tham tập luyện là bình thường mà nhé. Từ ngày anh mổ là bao nhiêu ngày anh không đi được? Là mất hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Anh bó thuốc của em mà cũng đắp và không uống đúng không? Thì bao nhiêu ngày anh đi lại được? Tháng, hơn tháng. Hơn tháng. Từ đó là anh đi làm được bình thường nhé. Đã, vẫn đi lại làm, vẫn làm được nhẹ. Anh đi xe máy được chưa? Đi được. Đi xe đạp được chưa? Đi làm được. Hôm nay em xuống kiểm tra cho anh. Và đồng thời em xin là hình ảnh của anh về quá trình điều trị với xương ấy. Vậy là 3 xương chày và xương mát sau một đợt vít đinh đúng không? Vâng. Các đường vít còn hở trước là hở rất là nhiều, nối vít còn xương chưa can. Thì hiện tại là chụp phim này là xương can rồi. Em biết lấy xương can rất là tốt rồi. Anh cần thêm quá trình ngâm thuốc nhé. Và bóp thuốc một thời gian anh đi là bình thường. Vâng, chào anh nhé, chúc anh luôn gia đình luôn khỏe. Vâng, chào anh. Ok. Hôm nay em xuống em xin lại hình ảnh của anh cái quá trình ngày trước ấy, anh lấy 3 xương chày và xương mát. Từ đó anh khỏi mấy tháng cơ? 5 tháng. Thì anh mổ được mấy tháng mới xương không can hả anh? 3 tháng. Sau khi em điều trị cho anh được một thời gian thì anh khỏi đúng không? Rồi anh khỏi được 5 tháng rồi. Anh đi lại thuần hơn chưa? Hoặc là bình thường chưa? Đi lại được cũng thuần hơn nhiều. Và anh vạch chân lên đi. Đấy. Chân ngày trước là anh về gặp ra, gặp vào đi. Gặp ra, gặp vào. Và anh thấy cổ chân đi. Rồi. Anh đi lại đi xe máy bình thường chưa? Vẫn đi xe máy bình thường. Đi xe đạp được chưa? Rồi, anh gắn chân xuống đi lại em lên dốc em nhé. Để dài đi. Anh đi hẳn lên dốc cho em ạ. Rồi quay lại anh ơi.
rồi, đi lại là bình thường hoàn toàn đấy nhá. Anh thì gập đầu gối em ạ, gập đầu gối vào, gập ra, gập vào, gập ra, gập vào, gập ra, gập vào. Rồi anh ngồi khoanh chân bình thường nhá. Khoanh chân bình thường ngồi được chưa? Là ngày trước anh có khoanh hay không? Chưa bỏ anh khoanh chân được không? Khoanh được. Không, ngày trước anh chưa bỏ em, anh có khoanh chân được không? Không, không khoanh chân được. Thì anh mấy tháng anh xưa anh không liền? 3 tháng. Sau khi anh bỏ dùng thuốc em được mấy tháng anh xưa anh khỏi? 2 tháng. Rồi anh khỏi 5 tháng đúng không? Vâng. Anh đi lại và làm việc sinh hoạt bình thường chưa? Bình thường. Anh đứng lên ngồi xuống bình thường nhé. Anh đứng lên ngồi xuống em một tí nha. Rồi đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, rồi được rồi, đứng lên, ngồi xuống, ngồi đây. Thì sau khi điều trị anh được 2 tháng kháng đắp thuốc uống, sau này khoảng 5 tháng rồi. Anh sinh hoạt và làm việc của bình thường rồi đúng không? Hôm nay em xin lỗi hình ảnh của anh đến cuối bởi quá trình anh gánh 3 xương chày xương mát, một phẫu thuật fitting ngoài đúng không? Nước ngoài xương can. Được điều trị 2 tháng anh khỏi rồi. Mà chúc anh gia đình luôn anh khỏe nhé. Rồi, chào anh, cảm ơn anh cho anh xin lỗi hình ảnh của quá trình điều trị và xuất chúng em. Trước khi nhà thuốc điều trị gãy xương cho bệnh nhân, nhà thuốc xem lại hình ảnh trên chụp qua hình ảnh trên X quang thể hiện như gãy đầu trên xương mác và gãy 1/3 xương chày, hình ảnh xương gãy di lệch và bóc tách, đường gãy vát và hở rất là nhiều. Sau khi thuốc xem phim rồi đưa ra kỹ thuật nắn và định vị nẹp, kết hợp đắp thuốc, uống thuốc 5 nha nhìn xương, tiên lượng khoảng 35-45 ngày là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân được cử động và đi lại làm việc được bình thường. Thì trước khi nhà thuốc đắp thuốc, nhà thuốc phải nắn cho xương gãy vào vị trí bình thường, sau đó mới điều trị bằng đắp thuốc kết hợp uống thuốc nhanh nhìn xương để cho bệnh nhân chóng đi lại làm việc được bình thường. Chị mới chụp phim lại kia đúng không? Mới sáng này ạ, à, ừ. Nhà này 9 giờ, thế mà em gọi điện cho anh luôn này. Chị bao tuổi rồi? 33, 32. Quê thì quê ở đây rồi đâu? Ở đây luôn ạ. Tí đâu mà gây xương chảy và xương mát này. Em đi xuống cái ngõ cuối đây này, thế là người ta cửa họ người ta kê đá là nó lồng chồng thôi chứ nó không được bằng phẳng. Dạ. Thế là em bước một bước đấy, bước thứ hai thì không biết nó có đập vào gạch hay không, nhưng mà hốc thì mình ngã ra thôi, mình thấy gãy xương rồi rồi. À. Không ai va đập vào, không ai gì cả. Xương chị nó ở giòn, gãy khá nặng. Phải 1 đến 2 tháng mới khỏi được này. Bữa đây đây, hai anh em cùng bữa. Kéo tay nhá. Ăn xương mà cân. Rồi. Xương chị cả vào đâu thế nào? Nào, 1 2.
Về thì đi đây. Đâu, 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 đâu. Ôi trời, phải đâu cái này, cái này. Đi đây, đi đây. Đi đây, hai từ tay kia. Rồi. Rồi. Chị nhét nghe vào xuống dưới ra. Thì đây thì bênh 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 này ra. Đau lắm đi. Đau, nhét thùng rượu, nhét thùng rượu. Nhét nẹp thùng rượu, nhét nẹp thùng rượu, nhét nhét thùng rượu, nhét thùng rượu. Đưa nẹp đây, đưa nẹp đây. Cầm đồ nẹp, cầm đồ nẹp đây. Rồi. Ông có thể đưa mình này không gì cả, không cả nào ra. Không có để nguyên, để nguyên. Thường đúng không? Vâng. Hàng ngày rửa bình thường nhá. Dạ. Em quận giấy nhỉ? Vẫn nó xương thịt nạch mà. Càng làm nhẹ càng đau. Làm dứt khoát. Rút cái chân ra, rút cái chân ra, rút cái chân ra, rút cái chân ra. Cái đuối là mày chọc à? Rồi, chị đánh lên đấy. Cái này nguyên đấy, em đang cho mềm cơ này mà. Này đầu xương chọc ra đúng không? Không, nó không chọc ra à. Sao nó thịt này? Em kiểu đập vào cái kia thì là nó xước. Đây là đầu, đầu mô đầy đúng cho chim, cái đúng chim diện này. Đây là đầu xương chọc ra, mình đi ra ngoài thôi. Nào, nhưng chân này. À, chân cũng bên này. Cũng bên này. À, chân này. Hả? Nhưng chân này. Nhưng chân kia này. Nhưng này. Bỏ lên nào. Nhưng này, đưa đưa bỏ ra. Bỏ đầu của cái ra, thẳng chân bên kia. Đuôi thẳng chân bên kia ra. Chân bên bên cái thẳng nha. À, chân chị bướng bềnh. Hả? Bướng bềnh như sóng. Hả? Thằng lên liền đâu mà. Nào, đưa đưa, đưa thẳng lên đây. Thank you.
đau luôn, không phải đau. Mà tí nữa sẽ đau ngay. Chị ơi, đứng thẳng người lên, thẳng người lên, thẳng người lên, thẳng người lên, thì càng thẳng tư càng đau nhá. Để con nắm xương chị đấy. Đây là chị ơi, thoải mái đi nhé. Chỉ có một thì còn lâu mới nhỉ. Thì đây, bên kia tay đây. Thì đây thầy thuốc bệnh nhân đều kết hợp. Okay. Này là mình vẫn vệ sinh vệ sinh bình thường. Nhưng chân này nhưng ở trên bên này nhiều chuyện này, cái tay đây, rồi đi ngoài tắt tivi đi chị ơi, còn nói chuyện nào không? Nhưng chân này, tay cái kéo ông dính, tay cái kéo ông dính, mang dính kéo ra. Đấy, đúng rồi, kéo đây, phải thế. Rồi, kéo ra, em nhuôn hẳn ra. Rồi. Cái này đồng đều đấy. Thì nó im ngay mà. Nào, tay kia kéo thế nào, bỏ trước bỏ luôn không bỏ, chờ kiểm tra đúng không, chờ đợi cho can xương, bao giờ xương can. Xương thì lấy rất là khó, vì nó lấy bát này, lấy bát này. Mới thẳng dễ hơn, lúc nắm luôn là dễ hơn. Thì đây đây. Chị không lấy bón luôn thì chị lại nhanh khỏi hơn.
Nghín, lớn rồi em lại kêu. Nghín, lớn rồi, ba mấy tuổi rồi, kêu. Biết đau rồi, kêu bé thôi. Hôm trước bón luôn thì không đau ngày đâu. Em đang em mà chừng chày cả vào nốt. Ngứa hả? Có một thằng ngứa anh đưa em một băng gạc anh đưa băng anh đưa ba băng anh em đưa đây từ gái thoải mái đi. Ngồi thẳng lên đây, ngồi thẳng lên đây. Dịp vào trong, cho rượu cho khỏi mái nước. Dịp vào trong. Dịp vào trong. Đó. Chỉ về bàn chân đi, về bàn chân. Về bàn chân đi. Đó, về bàn chân đi. Đi cao vậy chị? Đi chưa? Chịu chưa? Chịu hơn này đúng không? Xương bị vào đấy nha, nhưng mà phần quan trọng là bó phải hạn chế cơ động nhá. Với xương chày và xương mát khi lệch nhiều thì làm sao bị bó bột chỉ khỏi làm sao được. Đi đây vào đây này. Đó, đi đây vào đây. Đi chắc vào. Ngài đồ hiệu lên cho em hai lần nhá. Dạ. Nào, tay kia. Quấn đây. Nên thế này, từ dưới đây dưới con phun này, nên chân thì dưới này nha. Đau thì sao, thế này đây.
rượu trắng ạ. Rượu trắng. Chỉ gái ít thôi, chỉ mua mẹ và đừng gái nhiều. Có một số lượng ngứa gái ít thôi. Chân chịu to thế. Sưng lên là nó to lên, chân này có to không ạ? Sưng lên là càng to. Mấy em gầy nhiều, mấy em béo càng to. To mặt được ngã nhỉ tuyết. Ngoài nồi rượu 2 lần đây nhá. Cái chân như thế này là tốt. Này. Một ngày chỉ uống rượu đây 2 lần nhá. Sáng, trưa, chiều nhá. Vậy mà với ngón chân đi, với ngón chân. Với ngón chân đi. Với mạnh lên. Xoay cổ chân đi. Đưa mình gối cái đây. Ngăn đặn. Đưa 2 cái. Đó. Vui lúc nào để này nhá. Đó, nhìn lên, nhìn lên. Đó. Đây này chân chỉ hạn chỉ vặn nhá, không được vặn bà của chân đâu, để vặn này để nguyên này nhá. 5 ngày thay vào miếng, chiều tắm rửa thì tắm rửa lau chùi thì lau người không được tắm nhá. 15 ngày thì 15 20 ngày thì đến em 30 ngày là 30 ngày tháo nẹp được thì tháo nẹp ra. Còn nó điều trị 1 2 tháng khỏi được. Nếu mà chị mà bón luôn đấy, hôm trước em xuống ấy mà chị mới bị gãy ấy thì bón là 3 5 4 ngày là khỏi, bây giờ phải 2 tháng mới còn hoàn toàn được. Vậy bàn chân đi. Đỡ nhức chưa? Đỡ rồi. Đỡ đau không? Đỡ hồn không? Đau không? Đỡ rồi. Đau nhiều hơn hôm trước không? Đỡ hơn. Đỡ hơn. Là xương là vào rồi nhá. Chỉ có cái thời tập thuốc uống thuốc thì trong vòng 2 tháng hoàn toàn. Cái thuốc mình đắp này này thì là có phải thay ra để đắp không ạ? 5 ngày một miếng, 5 ngày một miếng. 5 ngày một miếng. Đó, nó đơn diện thì cơ sở ấy, ngày sáng, trưa, chiều, tối. Rồi. Ngày 3 lần. 3 lần. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu ít cơ, cái vết thương này thì rửa bình thường nhá. Vâng. Nhờ y tá xuống rửa cho. Vâng. Thì xong rồi đấy. Có đưa là cái nước lá này thì là mình vân dư. Mình. Chị bó được bao nhiêu ngày đây? Em bó nó hôm nay được 1 tháng 10 ngày. 10 ngày. Này xuống tháng này là chị nhé. Một chân. Sau bao nhiêu ngày đi chụp lại? Sau bao nhiêu ngày đi chụp lại? Được 28 ngày. Ừ. Nằm này nâu ngồi nâu khó chịu nhỉ. Hai chị bao tuổi nhỉ? Là 32. Ngắm chân đi. Càng tốt rồi nhé. Vâng. Đấy, chân hai chân thẳng nhau được. Mới đầu bây giờ hơi sưng nhé. Vâng. Em dặn chị này. Vâng. Bỏ đó vào đây nhé. Không, không sợ em dưới đây này. Này dặn chị nhé. Vâng. Hàng ngày thì chị ngâm nước muối lá lốt này, ngải cứu nhé. Sưng sưng cũng cần em nhé. Vâng. Xong cho xô sơn ngâm vào đây nhé. Thì ngâm vào 15-20 phút ngâm xong thì vô nghệ chân em nhé. Vô nghệ vậy ạ? Vâng. Vô nghệ. Vương nghệ vào là hết nhé. Vương nghệ chân bây giờ lên đây. Đây là không vung bên ngày xưa rồi nhé. À, cam là tốt, cứng rồi nhé. Thì gặp đầu uống lên kìa. Sợ lắm. Không sợ, chưa nó cam rồi là gì. Gặp lên. Từ anh sẽ đấy rồi. Rồi, yên tâm. Gặp ra, bỏ ra kìa. Gặp lên. Nhân lên đầu uống. Nhân lên. À, chân bây giờ là không cong thì không vung bên ngày trước nhé. Thì chị năng tập nguyện với em nhé, ngang ngâm chân với em. Vâng. Thì hoặc là một thời gian sau là chị đi được nhé. Vâng. Xương là càng tốt được. Vâng. Nhớ trong một trình điều
điều trị tập đi rồi đi cẩn thận nhé. Vâng. Nó thấy sưng nhưng mà này, ngày trước là chân nó cong veo giờ là nó thẳng rồi nhé. Giờ đây còn đau không? Không. Ừ, tốt rồi. Nhưng mà hàng ngày chỉ ngâm nước muối cho em nhé. Vâng. Ngày cứu xương sống tần. Xong ngâm xong thì buông nhẹ vào. Vâng. Buông hết từ đây xuống đây. Vâng. Xong là một thời gian sau tập đi cho em nhé. Trước tiên tập đi là sẽ gập đầu gối cho nó mềm nhé. Gập đã. Ừ. Sau này nó mềm không phải là tập đi. Rồi hôm nay xuống thằng này bác sĩ nhé. Vâng. Chúc chị trong y phục nhé. Vâng. Tay kia bắt tay kia. Tay này đang giữ. Nó cứ bỏ ra thêm một gì. Vâng. Chào chị nhé. Vâng. Em chào chị nhé. Vâng. Hôm nay em xuống kiểm tra chị. Hôm nay hình ảnh thứ hai của chị về quá trình ngày trước. Vâng. Chị về 1/3 xương chày ở đấy đầu trên xương mát. Vâng. Chị bó thuốc mấy tháng gì nhỉ? Được hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng. Vâng. Giờ chị đi làm được chưa? Đi được rồi ạ. Chị đi làm cho em thử máy vòng nhé. Anh nhà đi làm à? Vâng. Ừ, đi lại em vài vòng nhé. Năng tập nặng em rồi một thời gian sau đi lại bình thường. Hôm qua là dĩ thôi nhưng bây giờ vứt hẳn cái này rồi. Ừ, phải cố gắng ấy. Đấy. Cái này nói chung là mình cứ tập nhiều ấy thì làm sẽ đi nhanh rồi. Ừ. Rồi, thì quay lại đây. Rồi chị ngồi ghế đây, thế được rồi. Tôi cảm ơn động mạch tiến triển là tốt rồi. Em còn lại nhé. Một tiến triển là tốt rồi. Như hàng ngày chị ngâm nào cho em nhé. Vâng. Ngâm nào nốt này, vâng. Ngải cứu này, xương sông cúc tần nhé. Vâng. Mày chân ra xem. Chị duỗi ra thì vào nhé. Duỗi ra, duỗi vào. Cơ gối ra tốt rồi đấy. Pin chụp lại là can rồi. Vâng. Nhớ là hàng ngày chị phải tập nguyện cho em. Nó đi vững chân thì bỏ nặng cho em nhé. Vâng. Đừng phụ thuộc nặng nhiều quá. Vâng. Nhé. Có nghĩa là khi là mình đi vững là mình phải bỏ nặng ra. Vâng. Vâng. Để cho nó khỏe chân lên. Vâng. Ngày chị lại nặng lại mấy vòng. À, rồi chung là em đi nhiều lắm. Sáng ra đi tầm khoảng cứ mỏi. Khi là mình mỏi chân thì mình nghỉ. Vâng. Thế xong là khi là hết mỏi thì bắt đầu mình lại đi tiếp. Mai chị vô nghệ từ đầu xuống đây cho em nhé. Vâng. Vô nghệ cho mềm cơ này mà lưu thông máu nhé. Vâng. À, tốt mình rồi. Vô nghệ vào đây tiếp. Vâng. Lần sau xuống xin lại hình ảnh của chị là chị đi lại bình thường. Vâng. Nhưng đi lại cẩn thận, đừng vội vàng quá nhé. Vâng. Chậm mà chắc nhé. Vâng. À, tốt rồi. Vâng. Hơn tháng này là tốt rồi, vâng, em chào chị nhé. Vâng. Chị trong vâng. Y phục nhé. Vâng, cảm ơn nhà vâng. Thuốc nhé. Vâng. Vâng, chào anh. Vâng. Em chào chị ạ. Mai xuống xin lại hình ảnh của chị. Ngày trước thì gáy 1/3 xương chày và gáy đầu trên xương mát nhé. Vâng. Hiện tại thì được bao nhiêu tháng rồi? Được gần 4 tháng. Ừ. Vâng. Đi lại khá hơn chưa? Đi lại khá hơn nhiều. Bạch chân đây nhá. Vâng. Bạch chân giờ đi là được sưng nhiều, đi lại cho em bài vòng kia nhé. Vâng. Rồi quay lại chị ơi, được rồi đấy. Dạ, được rồi. Hàng ngày đi lại mấy vòng như này? Ngày nói cho em đi lại ở trong sân thì nhiều lắm. Trong nhà rồi ngoài sân thì nhiều. Vâng. Thì có đâu ra ngoài gõ này thì nó tỉnh thôi ạ. Chị bỏ nặng đi được bao nhiêu ngày rồi? Em bỏ lại được mà tầm khoảng 1 tuần rồi ạ. 1 tuần. Thì để vâng. Thì gấp gối nha. Gấp gối nha. Gối ra. Gối vào. Gối ra. Gối vào. Thế là tốt rồi. Vâng. Khoảng độ 15 đến 20 ngày nữa chị lại bình thường nhé. Vâng. Chị hàng ngày chị vẫn đi lại mà ngâm thuốc nước muối nấu cho em nhé. Vâng. Ngày cứu xuống tần cho em. Vâng. Chị đi này là mức độ tiến triển là rất là tốt đấy. Thêm khoảng độ 15 đến 20 ngày đi lại bình thường. Chị năng xoáy cổ váy cổ chân đi nhé. Cho nó mềm cổ chân nha. Mức độ đi lại là tốt rồi. Yeah. Thì mai em xuyên xuống xin lấy ảnh lần hai của chị. Yeah. Lần sau xuống xin lấy ảnh là chị đi bình thường nhé. Vâng. Chào chị nhé, chúc chị trong y phục nhé. Vâng. Chào chị. Thế
còn đây là xoay thoải mái. Vâng, vâng. Không thì mình cũng xoay được rồi. Cái này thì xoay xoay thoải mái. Nó vẫn hơi hơi cứng cứng tí. Cứng đúng rồi, chị phải ngâm thêm lá nốt này, ngày tí xuống trong tuần cho em nhé. Vâng. Hàng ngày buổi sáng thì bớt 3 phút, buổi chiều thì bớt 3 phút đi lại cho em nhé. Vâng. Vâng, em chào chị ạ. Vâng. Em chào chị nhé. Vâng. Hôm nay em xuống xin lại hình ảnh và chị ngày trước thì gánh 3 chân chày. Và cái đầu tiên chị mát nhé. Vâng. Từ hôm nay chị khỏi đặt đi lại bình thường nhé. Chị gặp báo nha. Gặp vào, gặp ra. Gặp vào, gặp ra. Chị đi nhầm 1-2 vòng đằng kia nhé. Rồi quay đây chị ạ. Rồi chị ngồi ghế đấy ạ. Ngồi ghế đấy ạ. Mức độ này chị đi gần bình thường nhé. Chị gặp khoanh chân bình thường nhé. Chị gặp ngay cả vào đi. Gặp ra cả vào. Mức độ này là gần như bình thường rồi. Thế mà em xuống hình ảnh chỉ lần 3 nhé. Phần sau xuống là chị lại bình thường. Chị đứng lên ngồi xuống nhé. Đứng lên kia. Đứng lên ngồi xuống nhé. Ngồi xuống. Rồi đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Rồi chị ngồi đây. Mức độ đi là bình thường đấy nhé. 95% rồi. Phần sau xuống trên anh nhảy ở trẻ chị bình thường. Chào chị nhé. Chị nuôi khỏe nhé. Chào chị nhé. Hôm nay em xuống em hoàn thiện hình ảnh của chị ngày trước. Chị lấy chân chày ở chân mắt. Sau 1 năm ngày chị không can. Từ đó nay chị khỏi được mấy tháng nhé. 7 tháng bây giờ chị lại bình thường nhé. Chị gấp chân em. Cảm giác các bạn mạnh không? Chị em một vòng dài đi đằng kia nhé. Đấy, điệu lắm rồi. Tốt rồi. Tốt rồi. Cái lọ đi bình thường rồi. Đừng quay nhá. Chị đi bình thường đi ạ. Tắt màn hình đi. Vâng, chị đi bình thường đi. Đang quay cái gì đấy? Em quay đi xa, đi xa, đi đằng kia chị ạ. Nào, quay cũng tốt. Chị này gầy rất nặng, đi lại là tốt rồi. Rồi chị ơi. Rồi đi một vòng xe hạp cho em nhá. Rồi chị ơi.
Rồi chị ngồi xem. Vòng nước à? Đúng rồi. Đi thêm một vòng nữa nhé. Thêm vòng nữa. Vâng, không đi xe đạp, đi bộ thôi. À đi bộ ạ. Đi xe đạp này là tốt này. Em đừng xem, chị đi kia vài vòng nữa. Nhìn ngắn thôi bà hai. Đấy, em lấy hình ảnh thực tế mà. Em mà chạy vòng nữa. Độ đi này là tốt lắm nha. Dạ, con lấy hình ảnh của chị thực tế mà. Thôi quay rồi, rồi chị ơi. Mức độ này đi lại là quá hoàn hảo rồi. Hôm qua còn leo lên tầng 5 được cơ mà. Vâng. Đi bằng bậc cầu thang bình thường. Dạ. Chị ngày trước chị gầy nia cái xương tay xương mát. Con vát này, cặp mẹ. Chị vào đây. Thay mặt đàn thuốc trước không nên bó thuốc cảm ơn chị, cho em xin hoàn thiện hình ảnh và toàn bộ quá trình trước và sau điều trị khỏi với chân chảy trên mắt của em. Cảm ơn nhà thuốc em điều trị có hiệu quả không ạ? Trong quá trình điều trị rồi thì em cảm ơn nhà thuốc. Dạ, tốt rồi. Thay mặt đàn thuốc em cảm ơn chị nhé. Chúc chị một đồng hàng luôn mạnh khỏe nhé. Chị chúng em lên tầng 6 vô tư. Dạ tốt rồi.